Chào các bạn. Trong tiết học khoa học ngày hôm nay, chúng mình sẽ học về chủ điểm các loại cây trồng. Nào, bây giờ chúng mình sẽ theo chân cô đi vào khu vườn trường của chúng mình nhé, để xem có những loại cây nào trong đó nè. Đầu tiên cô sẽ giới thiệu và chỉ cho các em một loại cây, đó là cây dây leo. Như chúng ta thấy, hiện tại ở vị trí này có hai giống cây. Một là dàn cây hoa đậu biếc và hai là cây chanh dây. Đây là lá của cây chanh dây nè các em. Chanh dây ngoài công dụng giúp cho chúng mình giải khát, thanh lọc cơ thể, nó còn rất tốt cho sức khỏe của chúng mình nữa đấy. Như là bảo vệ tim mạch nè, tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là trong mùa Covid này đấy. Nào, bây giờ quay trở lại với nội dung bài học ngày hôm nay. Cô Kim Sơn muốn cho chúng mình thực hành một thí nghiệm rất là vui, đó là sự đổi màu của hoa đậu biếc. Bây giờ chúng mình thu hoạch hoa đậu biếc nhé. Minutes later. Oh!